Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại kênh của Xin Mới Xe Qua App nha. Thì hôm nay thì tiếp tục mình sẽ lên video clip một cái đầu nén rửa xe của Italia, dòng máy của Ý nha anh em. Rồi trước tiên vui video clip thì xin chúc toàn thể anh em xem video clip của ông Tấu trong này làm vui nha, và sức khỏe, chuẩn bị cho một ngày mới thật là tốt lành nha. Để không làm mất thời gian của anh em thì em sẽ vào chi tiết cái đầu nén rửa xe này nha anh em. Này thì mình test cái đầu nén rửa xe nha. Đó, lên cho anh em. Rồi, giờ mình sẽ đi vào chi tiết nha anh em. Đầu này là đầu đi sứ 20 ly. Đi sứ 20 ly nha. Con này thì dòng quý Italia. Đó, hàng bãi Nhật Italia nha, hàng bãi Nhật, mà con này là được đánh giá của nó là rất là đẹp luôn nha. Đó, này thấy không? Còn nguyên riêng nguyên bản luôn nha. Ốc chưa tháo luôn nha. Đó, nguyên riêng nguyên bản nè, ốc mà 7 màu luôn nha. Anh em thấy không? Ốc 7 màu luôn. Đó. Coi cái lốc màn sau nè, rất là đẹp luôn nha. Này chỉ mình về là mình vệ sinh sơ thôi nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn. Bánh chân thì mình gắn bánh chân mới vô nha. Bánh chân thì bên ý thì mình có bánh chân mà nó nhỏ, nó gắn lên mấy xăng á. Này thì em có bánh chân, mình gắn bánh chân, mình làm bánh chân. Đó, bánh chân rất là dày luôn nha. Đó. Con này thì đi sứ 20 ly, áp lên được 100 đến 120, 150 nha. 100 đến 120. Đó, thì lưu lượng nước tầm 25 lít trên 1 phút nha anh em. 25 lít trên 1 phút. Đó, thích hợp cho anh em xài motor 5 ngựa, 7 ngựa, 10 ngựa nha. Đó, 5 ngựa, 7 ngựa, 10 ngựa. Dòng máy vừa có áp vừa có nước nha anh em. Áp lực cao và lưu lượng nước nhiều. Dòng máy ý này ti sứ lớn, còn có loại ti sứ 18 ly thì nước 16 lít. Mà áp lên 200 thì con này là áp lên 100 đến 150, lưu lượng nước 25 lít. Đó, tùy theo anh em nhu cầu nha, nhu cầu anh em đặt. Rồi con này thì ốc áp còn rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn. Con này thì lắp pulley nha, chạy pulley. Anh em nào dòng này máy ý thì lắp pulley chạy khá là êm nha. Đó, anh em nào muốn xài pulley thì mình gắn pulley. Còn anh em muốn xài gốc âm á thì mình xài gốc âm. Đó, để anh em xài rất là tiện nha. Đó, này thì đang gắn pulley 3 hai đảnh nha, hai đảnh băng bê. Đó, vì anh em gắn motor tầm 5 ngựa, 7 ngựa là anh em xài pulley tầm khoảng đồng tua nha, đồng tua của nó là anh em xài. Đó. Rồi, thì giờ mình sẽ đi vào chi tiết máy nha anh em. Máy đó nha. Đồng hồ thì đồng hồ ring luôn nha. Ring của ý luôn. Đó, đang test bếp 1 ly 8. Con này chạy 1 ly 8 đến 2 ly nha. Đó, ly 8 đến 2 ly. Rồi giờ mình test. Test tải nha anh em. Đó, máy thì đang chạy nha. Thì nước đang hồi về nha anh em. Chỗ nào là trôi chỗ đó luôn nha. Quá đã luôn. Hỏi anh em thấy lật ra không? Quá dữ luôn nha anh em. Cầm mỏi tay luôn nha anh em. Cầm mỏi tay luôn. Họ ngắt xuống là máy chạy nước hồi về nha, chạy không tải nha anh em, rất là êm nha. Đó, chạy nước hồi về nha. Đó, nên em ngắt súng á là máy nó chạy không tải, là nước nó hồi về. Hồi về cái bồn của mình. Đó,
này mình chưa gắn để anh em xem thôi. Đó, rồi con này thì còn nguyên riêng nguyên bản luôn nha, không bị để nước xì xẹt chỗ nào nha anh em. Đó, trước khi giao máy cho anh em thì mình sẽ test chạy ok.